chiều 28 tháng 11 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Thắng. Ông Nguyễn Văn Thắng đảm nhận vị trí này thay cho người tiền nhiệm là ông Hồ Đức Phước, hiện là Phó Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng 28 tháng 11 về công tác nhân sự, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thắng, phê chuẩn miễn nhiệm nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Hồ Đức Phước. Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973 ở thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Thắng có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ tài chính, lý thuyết tiền tệ. Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 dự khuyết. Khóa 13, từ tháng 1 năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa 14, từ tháng 12 năm 2020, khóa 15 đến tháng 8 năm 2024, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 15. Từ tháng 10 năm 2022 đến nay, ông Nguyễn Văn Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.